Hồi nãy thì có một cái ý mà Phương Thạch có nói là một lát nữa sẽ hỏi bác sĩ á, là những cái biến chứng của đái tháo đường thì những cái biến chứng của nó có khả năng là gì và cái biến chứng nguy hiểm nhất là gì của căn bệnh này ạ? Vâng, thì ban nãy cũng có một câu hỏi của quý khán giả, thì trong cái trả lời câu hỏi thì bác sĩ cũng đã đề cập tới cái biến chứng của nó rồi. Dạ. Thì bây giờ xin chia sẻ lại, tức là biến chứng của tiểu đường thì nó có hai dạng biến chứng, một là biến chứng cấp, hai là biến chứng mãn tính. Biến chứng cấp là chúng ta hôn mê, đi vào hôn mê, nó tùy từng cái đái tháo đường tiếp 1, đái tháo đường tiếp 2, nó cũng dạng hôn mê khác nhau. Hôn mê do tăng thể acetone, hôn mê do tăng axit lactic, hoặc là hôn mê, thậm chí là hôn mê do hạ đường huyết. Đó. Thì cái biến chứng cấp tính như vậy thì bắt buộc chúng ta phải đi cấp cứu. Vâng, và cấp cứu kịp thời thì mới hy vọng rằng là mang lại được cái sự sống. Thế này mà muốn để tránh những cái biến chứng đó thì chúng ta phải duy trì một cái thuốc cho nó đều đặn và chế độ ăn cho hợp lý. Không có gì bằng là nhắc đi nhắc lại trong vấn đề điều trị tiểu đường, cái chế độ ăn vô cùng quan trọng. Vâng, chế độ ăn rồi bữa ăn, chế độ ăn và bữa ăn vô cùng quan trọng. Thế và cái biến chứng mãn tính là hay gặp nhất là biến chứng về mạch máu. Mạch máu thì có mạch máu lớn, mạch máu nhỏ. Mạch máu lớn thì biến chứng hay gặp nhất là những cái đột quỵ. Những người tiểu đường thì lại đột quỵ rất là cao, bởi vì khi mà cái đường huyết nó cao, có nghĩa là cái lượng insulin nó thấp, hoặc là cái tác dụng của insulin nó bị hạn chế, do là có một cái yếu tố là nó cạnh tranh vào cái receptor để cho insulin nó gắn vào tế bào, thì gắn vào tế bào thì nó mới vận chuyển được insulin vào trong vận chuyển được gluco vào trong tế bào. Nhưng mà cái tụ cầu thể đó nó bị một cái yếu tố khác nó chiếm mất rồi, đâm ra cái insulin nó không gắn được vào đó nữa và không vận chuyển được gluco vào trong đó nữa, và cái chức năng của insulin nó bị ảnh hưởng. Nên cho nên là cái chuyện mà cái tổng hợp tạo ra cái glucogen đó, từ gluco ra và ở trong gan ấy, nó bị ảnh hưởng, cho nên cái lượng gluco trong máu nó lại cao. Đó. Thế và vì vậy là gì, khi mà cái chuyển hóa đường nó bị ảnh hưởng, có nghĩa là thì cái chuyển hóa lipid nó phải tăng cường cung cấp năng lượng cho cơ thể mình hoạt động, và chuyển hóa lipid tăng thì nó sẽ sinh ra nhiều cái sản phẩm, ví dụ như là glycerin rồi analin. Những cái đó thì nó lại quay lại, nó lại ảnh hưởng tới cái insulin, và như vậy thì nó cái thành phần đó làm cho tăng triglyceride, làm tăng cholesterol, và những cái thành phần mỡ vậy đó nó lại lắng đọng vào cái thành mạch máu, làm cho vỡ xơ mạch máu. Vỡ xơ và lâu ngày thì nó lắng đọng, cái kết hợp với cái tiểu cầu, nó làm cho cái thành mạch máu nó càng ngày càng dày lên, đến mức nào đó thì nó bít tắc. Thế hoặc là những cái mảng vữa xơ đó nó bong tróc ra rồi nó di chuyển theo dòng máu và đến cái chỗ mà nó hẹp nó sẽ gây đứng ở đó và gây tắc. Ví dụ ở não thì nó gây ra nhồi máu não. Thế ở tim thì nó gây ra nhồi máu cơ tim. Thế và đấy là cái biến chứng về mạch máu lớn. Còn mạch máu nhỏ thì nó những mạch máu mà nuôi được cái cơ quan nội tạng nó lâu ngày nó bị hẹp, bị tắc, thành thử ra là cái nuôi dưỡng nó bị mất, nó hay bị những cái chuyện như là ví dụ ở là cái chân của mình nó bị lở loét thì rất lâu liền, bởi vì cái lượng dinh dưỡng tới cái những cái chỗ đó nó rất là thấp, và do vậy là gì? Là nuôi dưỡng kém và lâu liền, và đặc biệt là gì? Cái đường huyết nó lại cao nữa, và cái môi trường nó rất thuận tiện cho cái con vi trùng phát triển. Vì vậy là cái việc mà lở loét những cái bàn chân, nó có chuyên khoa riêng về bàn chân do tiểu đường. Đấy, điều trị đến mức độ sâu tôi có nghĩa là cái tỷ lệ gặp rất nhiều. Thế và cái biến chứng đó về thần kinh thì khi mà bị tiểu đường thì có thể là mới bị đã thấy cái biểu hiện biến chứng đó rồi, bởi vì khi mà cái lượng đường máu nó tăng lâu ngày thì mà nó không được chuyển hóa được, bắt buộc cơ thể phải chuyển hóa cái lipid. Bắt buộc chuyển hóa lipid thì nó sẽ sinh ra như bạn ấy nói là những cái chất 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 lắng đọng vào cái mạch máu nhỏ, làm cho nuôi dưỡng của dây thần kinh nó bị ảnh hưởng, và bị ảnh hưởng thì lâu ngày nó gây ra rối loạn cảm giác, nếu mà thần kinh cảm giác rối loạn vận động, nếu mà ở cái thần kinh vận động và những thần kinh thực vật, đặc biệt nó chi phối hoạt động của các nội tạng như ví dụ như đường tiêu hóa rồi tim mạch, nó làm cho ví dụ đường tiêu hóa nó khó tiêu, đầy bụng,
táo bón hoặc là tiêu chảy. Yeah. Cái đó rất là gây ra phiền hà trong cái chuyện khác nữa. Cái nữa là gì? Khi mà tổn thương mạch máu như vậy thì nó làm cho cái mạch máu nuôi thận nó kém đi. Và nuôi thận kém đi thì gây ra cái chuyện là suy thận. Suy thận rồi mạch máu ở mắt nó cũng tương tự cấu trúc như vậy. Nó bị tổn thương thì gây ra cái nuôi dưỡng, cái võng mạc nó bị kém. Nuôi dưỡng lâu ngày nó bị hoại tử cái võng mạc, nó gây ra mù lòa. Yeah. Vâng, đấy là bốn cái biến chứng hay gặp nhất về yeah. tim mạch, thần kinh, về thận và về mắt. Dạ, yeah, đó là một cái thông tin cũng rất là chi tiết để mà cung cấp cho tất cả quý vị.